Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Henny Nguyễn. Hiện tại mình là Real Estate Agent thuộc khu vực thành phố Tampa, Apollo Beach, Brandon, Sarasota, Orlando và các thành phố lân cận. Ngày hôm nay Henny đang đứng trước một mẫu nhà của builder Casapresna của thành phố Apollo Beach. Và khu này là khu Waterset, một khu nhà rất là sầm uất và sang trọng. Khu Waterset nằm ở gần bãi biển Apollo Beach đầy nắng, cách trung tâm thành phố Tampa chỉ khoảng 12 miles về phía nam. Và ở nơi đây có vị trí vô cùng đắc địa, nằm gần Highway 41, Highway 75, thuận tiện di chuyển đến nhiều thành phố lớn có nhiều người Việt như là Tampa, Orlando, Sarasota, Brandon, vân vân. Và từ đây, chỉ trong vòng chưa tới 10 phút chạy xe thôi, thì quý vị có thể tới được những cái bệnh viện lớn như là Bệnh viện St. Joseph, Walgreens, chợ Sam, Home Depot. Trong vòng 20 phút thì quý vị có thể tới được Costco, các chợ Việt Nam, những cái nhà hàng Việt Nam. Và trong vòng bán kính nửa tiếng thì quý vị có thể tới được những cái khu vui chơi giải trí lớn ở Tampa, cũng như là các trung tâm mua sắm, nhà hàng Việt Nam, vân vân. Ngoài ra thì khu Waterset còn cung cấp rất là nhiều tiện ích đa dạng, mang phong cách resort nghỉ dưỡng như là bao gồm 3 cái hồ bơi lớn, 6 sân thể thao, 2 trung tâm tập thể dục, có khu trượt nước nè, có nhà hàng ở trong khuôn viên nè, có landing cafe nè, vân vân. Với những cái amenity như thế thì mình sẽ trả cái tiền HOA á là 89 đô một năm mà thôi, tương đương với khoảng là 7,5 đô một tháng, và tiền CDD sẽ khoảng 2.300 đến 2.500 một năm, tùy vô cái size của căn nhà ha quý vị ha. Thì hiện tại á builder này còn khoảng 10 căn cuối cùng của cái khu này là kết thúc cái khu, hoàn thành cái khu nhà này nha. Và trong 10 căn đó thì có 4 căn là move in ready. Diện tích của những căn nhà thì dao động khoảng chừng 2.000 cho tới 2.500 square feet. Và ngày hôm nay Honey đang đứng trước mẫu nhà này, thì mẫu nhà này có tên là Indigo, có diện tích là 2.471 square feet, có 5 phòng ngủ, 3 phòng tắm và gara để được 2 cái xe nha quý vị. Bây giờ mình cùng vào bên trong để tham quan căn nhà nhé. Quý vị thấy từ phía ngoài thì thấy căn nhà rất là đẹp, nhìn cái kiểu dáng trông rất là đẹp ha. Đây là cái đường để đi vào cửa chính nè. Trước nhà thì quý vị thấy là có một cái front porch với cái size cũng vừa phải, mình có thể để được vài cái ghế ở đây để mình ngồi ngắm bình minh buổi sáng, hoặc là mình ngồi mình chơi vào buổi chiều mát ha. Bây giờ mình cùng đi vào bên trong nha. Đây, vừa mới bước vào bên trong đó quý vị, ngay chỗ entrance người ta làm tường lên, cái trần lên rất là cao, làm cho mình không có bị hẹp và bị ngợp ở chỗ cái phần entrance ha. Phía bên tay trái của Honey thì có một cái cầu thang để đi lên trên lầu, và tí nữa Honey sẽ dẫn quý vị lên trên lầu để xem nha. Còn bây giờ mình sẽ đi vào bên trong. Cái sàn nhà được làm vinyl chống thấm cao cấp, thì khi mà quý vị có làm đổ nước hay là súp xuống thì cũng rất là dễ clean và không có bị thấm, không có bị bong tróc lên nha. Cái này sẽ là basic của căn nhà luôn, sẽ đi kèm với căn nhà là cái vinyl xuyên suốt những cái khu vực chung của căn nhà như thế này. Thì bước vào bên trong á, đây, ngay đây là quý vị thấy có một cái không gian chung bao gồm phòng living room, phòng ăn và phòng bếp kết nối với nhau theo một cái không gian mở như thế này, tạo cảm giác rất là ấm cúng, rất là hài hòa, đúng không nào? Anh thì rất là thích những căn nhà mà có cái open concept floor plan như thế này, tạo cảm giác cho mình cảm thấy căn nhà nó rộng thêm ra, đúng không quý vị? Đây, phòng khách cũng đủ rộng và có 2 cái cửa sổ hướng ra phía sau nhà để mà lấy cái ánh sáng tự nhiên vào trong căn nhà. Thì nếu mà mình mở hết cửa sổ, rèm của cửa sổ ra đó, thì ban ngày mình cũng không cần bật điện thì vẫn đủ ánh sáng nha quý vị. Rồi, ngay đây á, là cái không gian phòng bếp nè. Phòng bếp á, thì có cái island rất là bự, Honey rất là thích, được làm cái countertop là bằng vật liệu là quartz, rất là sang trọng và đẹp. Vật liệu này rất là dễ để mà mình lau chùi, và nhìn cái gian bếp của mình nó lại sang trọng lên nữa. Đó, ở đây có một cái sink để rửa chén. Cái single sink này á, nó dài và nó rộng như thế này, thì những cái thiết kế mới của những cái căn nhà mới bây giờ á, những cái builder họ rất là chuộng cái kiểu thiết kế này, tạo cảm giác là nó vừa sang mà vừa để được rất là nhiều những cái son nồi bự cho các chị nào mà thích nấu ăn á, thì sẽ dễ để mà mình rửa ha. Và ngay bên đây á, thì quý vị thấy là có cái phần
những cái tủ bếp để mình đựng đồ nè, màu rất là trang nhã, rất là đẹp. Ở đây cũng là quartz countertop và có rất là nhiều ngăn tủ cho các anh chị để đồ, làm cho cái ngăn bếp của mình nó sẽ gọn gàng hơn. Ở đây thì mình dùng bếp gas nha quý vị, microwave. Bên đây thì có cái máy rửa chén ở bên này nha. Cảm giác như là cái gian bếp rất là rộng rãi. Thì đối với những người mẹ, người vợ thì gian bếp rất là quan trọng, bởi vì nó là linh hồn của căn nhà, đúng không nào? Thì khi mà các chị được nấu nướng trong một cái không gian bếp nó rộng rãi, thoải mái và xinh đẹp như thế này á, thì các chị cũng sẽ nấu ra những cái món ăn ngon cho gia đình hơn, đúng không? Rồi, ở đây là cái quầy mà để pha cà phê đó. Và chỗ để tủ lạnh, phía trên sẽ có cái tủ luôn cho quý vị để đồ. Thì á, hiện tại Builder đang có promotion rất là hấp dẫn nha. Builder sẽ tặng cho quý vị người mua là toàn bộ như là tủ lạnh nè, máy giặt nè, máy sấy nè, máy rửa chén nè, microwave nè và cái range cho căn nhà của mình. Đó. Và ngoài ra thì Builder còn cho lại mình 20.000 closing cost nếu như mà quý vị đi với lại lender của Builder. Và ngoài ra đó, nếu như mà quý vị nào mà là y tá hay là giáo viên hoặc là những cái người mà là làm trong quân đội á, thì sẽ được giảm 5.000 nữa. 5.000 này có thể được trừ trực tiếp vào trong cái closing cost hoặc là trừ trực tiếp vào trong giá nhà nha. Quá là hấp dẫn đúng không ạ? Vậy thì quý vị ơi, hãy nhanh tay gọi cho Hani nha. Đừng bỏ lỡ cơ hội để mua những cái căn nhà cuối cùng của khu nhà này với những cái mức giá rất là hấp dẫn và những cái promotion rất là hấp dẫn như vậy nha. Rồi, bây giờ ở đây quý vị sẽ thấy là có một cái phòng pantry. Cái size này á, thì nó vừa phải để mình có thể để đồ khô cho gia đình mình ha. Dạ. Ở đây thì hướng ra sẽ có cái cửa lớn để mà ra cái sân phía sau nhà của mình. Thì ở Builder này sẽ có những cái lot là có view hồ hoặc là không có view hồ ha. Rồi, vào ra đây thì quý vị thấy là ngay bên cạnh cái living room sẽ là một cái khu vực mà để mình dining room ha, để mình ăn tối, mình tiếp khách. Thì Honey rất là thích cái cách bài trí cái bàn ăn của cái Builder này, nhìn nó rất là đẹp. Và mình có thể ngồi ăn sáng ở đây hoặc ăn sáng ở cái island lớn ngoài kia. Khi có khách thì mình có thể quây quần cùng nhau ở cái bàn này, rất là đẹp. Bên cạnh đây thì có cái hướng này để ra garage và đi vào cái phòng giặt đồ. Và đối diện cái phòng ăn này thì quý vị thấy là còn có thêm hai cái cửa sổ lớn kéo dài từ trên xuống như thế này, để mà lấy thêm được nhiều ánh sáng vào trong căn nhà, cũng như là lấy thêm được ánh sáng vô cho cái phòng dining room này ha. Ra lại cái phía này đó thì quý vị thấy là ngay bên cạnh cầu thang phía ngoài này sẽ có một cái storage để mình đựng đồ ở ngay dưới cầu thang nha. Rồi, bây giờ mình cùng đi vô tham quan bên đây. Thì từ cái phòng dining room đi vô đây thì quý vị sẽ thấy là bên tay phải Honey sẽ có thêm một cái closet để mà mình đựng khăn, đựng thêm những cái đồ cho phòng tắm của mình đó. Còn đây á, là cái hướng mà đi ra cửa gara. Đây, đây quý vị thấy là nó sẽ có là gara để được hai xe nha quý vị. Rồi, và ngay bên đây á, đây sẽ là một cái phòng ngủ có cái closet ở trong này luôn. Và quý vị cũng có thể dùng làm cái office nếu mà quý vị muốn. Và cũng như là nếu mà mình có khách á, thì mình cũng có thể cho khách dùng cái phòng này. Hoặc là nhà mình có người lớn tuổi á, mình cũng có thể cho ba mẹ mình ở cái phòng này ở dưới tầng trệt nha. Rồi bây giờ Honey sẽ thank you. Honey sẽ bên cạnh cái phòng này thì sẽ có một cái nhà tắm. Cái bathroom này á, khi mà quý vị nhận nhà thì cái vùng này nè là sẽ được thay toàn bộ bằng gạch trắng ốp lên tường từ dưới này lên tới qua cái thanh này ha. Đó, thì Builder sẽ làm cho đẹp hơn cái phòng tắm mà Honey đã quay cho quý vị nha. Và cái countertop ở đây cũng sẽ bằng vật liệu quartz luôn, rất là sang xịn. Rồi, bây giờ mình cùng đi ra ngoài để mình xem cái tầng trên nha. Vậy là ở đây á, quý vị thấy là ở tầng dưới thì sẽ có một phòng ngủ, một phòng tắm và phòng khách, phòng ăn, phòng bếp. Còn lên trên lầu sẽ có 4 phòng ngủ và 2 phòng tắm. Bây giờ mình cùng lên trên lầu nha. Đây, thì ngay cái khúc này sẽ là cái cầu thang để đi lên trên lầu. Đối diện cầu thang quý vị thấy là có một cái cửa sổ nhỏ nhỏ để cho lấy thêm ánh sáng ha. Khi mà Honey vừa mới bước lên đây á, thì quý vị thấy là ở đây sẽ có một cái phòng
Loft Room. Cái phòng này á, có thể được xem như là một cái phòng khách mini ở trên lầu, hoặc là cái phòng sinh hoạt chung cho gia đình mình ở trên lầu. Con cái mình ở trên đây á, thì các con cũng có thể quây quần ở đây xem phim hoặc là coi tivi, chơi game, trong khi là ba mẹ ở dưới nhà có thể tiếp khách hoặc là làm những việc khác thì sẽ không làm phiền tới ba mẹ ha. Thì ở đây á, cái phòng này cũng có hai cái cửa sổ lớn nè quý vị. Cái hai cái cửa sổ này thì sẽ lấy ánh sáng vô cho cái căn nhà của mình nó được sáng và thoải mái ha. Từ đây quý vị nhìn thấy nè, bên tay phải thì sẽ là một cái phòng ngủ master và một cái phòng giặt đồ. Bên tay trái của Honey sẽ là ba phòng ngủ và một phòng tắm. Bây giờ mình hãy đi qua cái phòng ngủ master trước ha, bên tay phải. Thì khi mà Honey đi qua bên phải đây á, Honey có đi ngang qua một cái phòng giặt ha. Ở đây máy giặt, máy sấy sẽ được tặng kèm khi mà quý vị mua căn nhà này. Rồi, đây là cái phòng khách, phòng master bedroom của quý vị nè. Oh, wow, rất là rộng rãi ha quý vị ha. Mọi người có thể thấy là có hai cái cửa sổ ở đây, view ra phía trước nhà. Và cái căn phòng này cũng rất là rộng rãi. Ở đây họ có bày trí một cái giường king, nhưng mà vẫn còn rất là nhiều không gian rộng rãi ha. Cái sàn của phòng ngủ master thì sẽ làm bằng thảm, để khi mà mình bước chân xuống giường mình sẽ thấy ấm. Rồi, ngay đây, đi vào đây thì sẽ là phòng tắm, có cửa sổ để lấy ánh sáng vào. Ở đây thì sẽ có cái nhà tắm, thì tương tự như vậy cũng sẽ là làm bằng gạch, gạch lót gạch từ dưới lên trên luôn quý vị nha. Nên là nhìn nó sẽ sạch sẽ và sang hơn. Đi qua hướng đây á, thì quý vị thấy là walk-in closet rất là bự nè, tha hồ để đồ luôn, rất là rộng. Và có cái cửa sổ hướng ra phía trước nhà nữa, cho nó sáng cái căn phòng này. Trời ơi, Honey cảm giác là mình có thể ngủ được ở trong cái closet này luôn đó. Rồi, bây giờ mình cùng đi ra tham quan ba cái phòng kia nha. Honey thấy cái phòng này thiết kế ở giữa như thế này rất là phù hợp, bởi vì là đây là cái nơi hội tụ từ phòng kia và ba cái phòng bên đây hội tụ lại về đây để mình cùng sinh hoạt chung trong cái phòng này. Nên là cái builder này thiết kế căn nhà này rất là hài hòa. Rồi, qua đây thì đây, bên tay trái Honey sẽ là một phòng ngủ ha. Đây, phòng ngủ này thì có cái size nó vừa phải. Ở đây được trang trí giống như là phòng của bé trai vậy quý vị ha. Bên đó sẽ là cái closet. Rồi, bước ra đây á, thì có một cái closet để khăn, để dùng cho cái nhà tắm bên đây. Hoặc là mình có thể để cái gì tùy thích ha. Rồi, ngay đây bên cạnh đây thì cũng có một cái phòng ngủ nữa. Cái phòng ngủ này thì Honey thấy là cái size cũng giống cái size của phòng ngủ bên kia. Và cũng có một cái closet ở đây. Đây là cái walk-in closet. Cái size cái closet này cũng bự đó. Đây là cái walk-in closet nè. Đó. Và có cái cửa sổ view ra phía sau nhà. Bước ra đây á, thì quý vị sẽ thấy là có một cái nhà tắm ở đây. Nhà tắm này sẽ dùng cho ba cái phòng ngủ nhỏ ở đây. Thì cũng như Honey nói á, là cái nhà tắm này cũng sẽ được builder xây bằng gạch từ dưới lên trên đây. Lát bằng gạch màu trắng, cái gạch mà đang rất là phổ biến bây giờ đó, rất là đẹp và sáng ha. Và cái countertop ở đây cũng bằng vật liệu quartz luôn, rất là sang. Rồi, ngay kế bên phòng tắm này cũng sẽ còn một phòng ngủ nữa. Phòng ngủ này cũng có một cái cửa sổ ha, ở phía bên hông này, view ra phía bên hông và hướng ra phía trước nhà. Thì phòng ngủ này cái size cũng y chang hai cái phòng ngủ vừa rồi, cũng có một cái closet ở đây. Đó. Thì tổng cộng ở trên đây sẽ là 4 phòng ngủ và 2 phòng tắm. Ở tầng dưới thì sẽ là 1 phòng ngủ và 1 phòng tắm ha. Và đây là phía sau căn nhà. Thì ngay từ cái gian bếp của mình á, thì có cái hai cái cửa lớn dẫn ra phía sau căn nhà này quý vị. Thì builder sẽ đổ cho mình một cái tấm nền ngay phía sau cánh cửa này. Quý vị sau này có muốn làm thêm một cái nhà lưới á, cũng được ha, tùy ý. Sau khi mà quý vị nhận nhà rồi, quý vị có thể làm thêm một cái nhà lưới cũng được. Đây là cái phía sau của căn nhà, quý vị thấy ha. Đó, thì căn nhà mẫu này thì có cái lot là nằm ở trên cái view hồ. Promotion là cho lại 20.000 tiền closing cost. Và nếu như quý vị nào là giáo viên, là y tá, hoặc là
làm trong quân đội thì được giảm thêm 5.000 nữa. Thì quý vị ơi, còn chần chờ gì mà không nhấc máy lên gọi cho Hani, số điện thoại là 941-718-8217 để Hani có thể giúp quý vị mua được căn nhà này nhé. Cũng như là nếu như mà quý vị nào muốn mua bất kỳ căn nhà nào khác ở trong cái khu này thì cũng hãy gọi điện cho Hani nha. Hani rất là vui để được giúp quý vị. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian xem video. Nếu yêu thương Hani thì hãy nhấn cho Hani một nút like, đăng ký kênh và nhấn vào dấu chuông ở góc phải màn hình để cập nhật những cái video mới nhất từ Hani nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong video sau.